Ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đồng Nai sát hại người tình, phân xác rồi phi tang vào tháng 4 năm 2024. Cụ thể, lực lượng chức năng đã tiến hành di lý bị can đến khu vực khoa ngoại tiêu hóa của Bệnh viện Đồng Nai và những địa điểm bị can phi tang thi thể nạn nhân nhằm dựng lại quá trình gây án, thu thập thêm bằng chứng và củng cố hồ sơ. Theo kết quả điều tra, Danh Sơn, 36 tuổi, bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đồng Nai, là hung thủ đã sát hại rồi phân xác chị TTBN, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, sau đó phi tang ở nhiều địa điểm khác nhau. Bước đầu, Sơn khai nhận có quan hệ tình cảm với chị N, cả hai người đều có gia đình riêng. Trước thời điểm gây án, giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn. Đến trưa ngày 13 tháng 4, chị N đến Bệnh viện Đồng Nai tìm Sơn để nói chuyện. Tại phòng làm việc của Sơn, chị N than mệt nên được Sơn truyền nước tại phòng riêng. Trong quá trình truyền nước, Sơn đã cho thêm thuốc an thần vào bình truyền nước với mục đích làm cho nạn nhân tử vong. Một lúc sau, xác định chị N đã tử vong, Sơn tiến hành phân xác nạn nhân rồi phi tang tại nhiều địa điểm khác nhau ở thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ngoài ra, Sơn còn lấy một số tài sản của nạn nhân. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng, Sơn đã thú nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can với hai tội danh giết người và cướp tài sản. Còn đối với dấu hiệu của tội xâm phạm thi thể, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ. Trưa ngày 12 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe chở rác và xe máy làm một người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là bà DTTT, 59 tuổi, ngụ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6, bà T chạy xe máy chở theo một con chó trên quốc lộ 13 hướng ra đường Phạm Văn Đồng. Khi xe máy chạy đến giao lộ quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng thì xảy ra va chạm với xe chở rác chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến bà T tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bể nát, nhiều vật dụng cá nhân của nạn nhân rơi vương vãi. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh bảo vệ khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan. Nam tài xế xe chở rác được lực lượng chức năng đưa đi xét nghiệm chất kích thích. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được tiếp tục làm rõ. Công an Đồng Nai nổ súng trấn áp hai nhóm thanh niên gây rối trật tự. Ngày 11 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Công an thành phố Long Khánh đã nổ súng chỉ thiên ngăn chặn hai nhóm thanh niên xô xát gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 35 phút ngày 10 tháng 6, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Long Khánh do Trung tá Phạm Thế Ninh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại đường Hồ Thị Hương, phường Xuân Hòa thì nhận được tin báo từ người dân về hai nhóm thanh niên đang xô xát gây mất an ninh trật tự. Ngay lập tức, tổ tuần tra có mặt tại hiện trường và yêu cầu các đối tượng dừng lại. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà cố lao vào tiếp tục xô xát nhau. Do tình hình phức tạp, một cán bộ cảnh sát giao thông đã nổ súng chỉ thiên trấn áp, đồng thời phối hợp với công an phường giải tán đám đông, bàn giao các đối tượng để xử lý theo quy định. Người phụ nữ ở Hà Nội bay 6 tỷ đồng vì làm theo đối tượng giả danh công an. Sáng ngày 12 tháng 6, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đang điều tra, xác minh vụ người phụ nữ cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo bị mất gần 6 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 23 tháng 5, chị Hát, sinh năm 1984, ở Hoài Đức, nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an yêu cầu tải app dịch vụ công để làm định danh mức 2. Sau đó, đối tượng gửi cho chị đường link cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi cài đặt xong, chị Hát bị chiếm quyền sử dụng điện thoại và mất gần 6 tỷ đồng. Từ vụ việc nêu trên, Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, người cài có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ, do đối tượng quản lý và không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công an Hà Nội cũng chỉ rõ các đối tượng lừa đảo thường giả danh cơ quan công an, gọi điện cho người dân, hướng dẫn cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo rồi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng giả danh gọi điện cho người dân, thông báo căn cước công dân bị lỗi hoặc phải cập nhật dữ liệu dân cư, mã định danh rồi yêu cầu người dân đến cơ quan công an để làm việc. Tiếp đến, các đối tượng sẽ thúc ép với lý do cần hoàn thiện gấp hồ sơ để yêu cầu người dân tải phần mềm dịch vụ công giả mạo theo đường dẫn của đối tượng cung cấp. Khi cài đặt phần mềm giả mạo này,
các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại. Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VEAM phát đi thông báo cho biết, đơn vị vừa bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà. Lý do là vì ông Phan Phạm Hà bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, công ty cổ phần VEAM, nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội về việc đảng viên vi phạm pháp luật liên quan đến quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Phan Phạm Hà, Tổng Giám đốc VEAM, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 4 tháng 10 năm 2023, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VEAM. Cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Giang, sinh năm 1949, cựu Tổng Giám đốc VEAM, Hồ Mạnh Tuấn, sinh năm 1963, Phó Tổng Giám đốc VEAM, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội xác định, trong các năm 2005 và 2011, ông Nguyễn Thanh Giang, khi đó là Tổng Giám đốc VEAM, đã chỉ đạo ông Hồ Mạnh Tuấn, lúc đó là trưởng phòng kỹ thuật VEAM, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VEAM Korea, giai đoạn 2003-2009, lập các báo cáo, tờ trình mua 305 bộ khuôn dập cabin xe ô tô SV110 không đúng các quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước. Toàn bộ số tài sản trên sau khi được mua về không có giá trị sử dụng, gây lãng phí số tiền của nhà nước là hơn 26 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Thanh Giang trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong một vụ án khác liên quan đến những sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất gần 9.000m2 tại đường Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước. Do bị can Nguyễn Thanh Giang đang điều trị bệnh tiểu đường, suy thận, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.